tiếng ve kêu báo hiệu một mùa hè đã đến. Chúng thường đậu trên những cành cây với tiếng kêu to và inh ỏi. Đây là những chú ve. Tôi đã bắt được một chú ve của mùa hè vào độ tháng 8. Khi những cành cây đã không còn nhiều ve. Chú ve nhỏ này là một trong số những con inh ỏi mà tôi bắt đằng sau vườn. Chúng nhỏ xíu, với thân hình nhỏ và đôi cánh mỏng manh. Bé ve nhỏ này với tiếng kêu rất bé, nhỏ nhắn và đáng yêu. Chúng thường kêu vào buổi trưa. Với thân hình nhỏ bé và mỏng manh, tôi nhẹ nhàng vuốt ve bé ve nhỏ. Trên cây có rất nhiều xác ve. Chúng đã lột xác